Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi quay chiếc tàu biển này hạ thủy cho các bạn xem nha các bạn. Cái chiếc ghe này có một cái chiều dài là 8,5 m, chiều ngang là 2,3 m, tâm hạ 1,1 m và pe thì 2 phân, 0,5 phân nha các bạn. Thì ở đây mình đa số là hạ thủy bằng thủ công, bằng tay thôi nha các bạn, chứ không có máy móc. Thì ở cái chỗ này là mình, cái chỗ này là cái ủ ghe của một người quen, một người chú của mình nha các bạn. Đây mình sẽ đi quay cho các bạn xem nha. Đây là chú này là chủ của cái ủ tàu nha các bạn. Thì cũng ủ cũng nhỏ thôi, một hai chiếc sửa chữa thôi nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em còn những cái việc ít nữa là xong rồi nha các bạn. Bây giờ cái ống lăng đã đặt vô sẵn rồi nè. Chút nữa thì cho các bạn mấy anh em xem nha. Sẽ lấy tay đẩy một phát một chạy xuống dưới nước luôn nha các bạn. Thì cũng như bao nhiêu cái chiếc tàu hạ thủy khác thì lúc nào cũng canh cái mực nước lớn mới hạ thủy được nha các bạn. Và đây là cái anh chủ tàu này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Cái chiếc tàu này ảnh đóng với cái giá tiền là khoảng 95 triệu nha các bạn. Đây, ảnh đây. Bây giờ thì cái bánh lái ở phía sau bị trục trặc xíu, anh phải sửa chữa nha các bạn. Thì cái máy phan nè, rồi ảnh nó bị chịch cái lỗ bánh lái nha các bạn. Ảnh sửa chữa để cho kịp cái lúc hạ thủy nha các bạn. Còn phía bên đây thì hai anh em đang chuẩn bị vô đũa với bỉ rồi nha các bạn. Ống lăng rồi nè. Tại vì ở đây mình dùng bằng thủ công, bằng tay thôi, không có dùng máy móc nha các bạn. Này, các bạn thấy chưa? Đó là giác giả nha các bạn. Cái chiếc tàu này chưa có đặt máy nha các bạn, bởi vì mình sẽ không có làm một cái clip chạy thử cho các bạn xem. Đây là mình sẽ đi lên trên cho các bạn xem nha. Mình sẽ đi lên cái cầu thang này cũng như bao chiếc tàu khác. Đây. Thì chút khi mà hạ thủy xong người ta mới đặt máy nha các bạn, mới tiến hành đặt máy. Thì đây. Đây cái hành máy nè, ở phía trong nha. Cái này là chưa đặt máy ha. Này là gỗ bịch đằng nha các bạn. Đây cái nền máy này, đó là cái láp bằng bạch đằng nhưng mà đóng cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây là trên bon tàu, đây là ở trong chơi giữa tàu này các bạn. Bây giờ thì chú đang chỉnh sửa cái bánh lái thôi nha các bạn. Cái lỗ này trước nó bị chịch rồi đó. Bây giờ thì chú phải canh lại, làm lại để hạ thủy. Được bánh lái lên nó được, không có chỉnh nữa. Mày rút lên coi. Rút lên đây, rút lên đây. Nghe dài của mình mới được. Cái này nó nặng khoảng 30 kg nha các bạn. Nữa thì mấy anh em còn phải lắp keo bánh lái lên nữa, chứ nếu bằng sắt như thế này thì biển không được bao lâu thì nó bị gãy xét hết. Giờ chú phải canh lại cái lỗ bánh lái rồi nha. Còn ở phía bên này thì đứa em nó đang đưa cái ống lăng rồi nha các bạn. Để tại vì cái này nó cũng gần mé sông, đẩy cái là xuống dưới luôn nha. Thì chút nữa mấy anh em và các bạn cùng xem nha. Bây giờ thì còn một hai chỗ chưa sơn nè, anh thợ cũng đang chuẩn bị sơn cái chỗ này cho nó kịp. Chứ thôi xíu nước gồng thì rất là khó đẩy. Đây cái anh này ảnh đang dán cái keo để mà sơn cái lằn đó cho nó đẹp, cho chính xác nha các bạn. Đấy, chút nữa cho các bạn mấy anh em cùng xem cái lằn ảnh vẽ ảnh dán như thế nào nha. Ở phía sau thì chú với lại đang vô bánh lái xong rồi nha các bạn. Đấy. Vì chú phải bắt lại cái con vít để cố định lên nha. Cái gì? Đâu phải, tại cái lúc mà nó lỏng á.
không có ngã, nó giữa lỗ rồi, ở dưới này nó giữa lỗ rồi nè. Bây giờ chú phải xiết cái con ốc cố định lại nha các bạn. Quay máy xiết rồi, quay mua bên hàng Hàn Quốc á, máy xiết ốc này. Mày. Bạn thì nãy giờ cái lúc mà anh dán keo mình có quay cho các bạn xem. Bây giờ thì anh sơn rồi, chút nữa mình cho các bạn xem là cái lúc mà lột ra nó như thế nào nha. Nó có một cái đường nét. Ủa mà cái đường trắng này người ta sơn là người ta để phân biệt sao vậy anh? Cái lưỡi. À cái lưỡi ha. Để mà cho biết cái mực nước ha, phải không anh? Đây nha các bạn, thì người ta sẽ phân biệt cái này là, thì mình nghe được ông anh thợ ông nói là cái này là để mà sơn cái lưỡi nha các bạn, màu trắng nè. Để chút lột keo cho các bạn xem nha. Ủa bao lâu mình mới lột keo ra anh? Xíu hả? Được chưa? Rồi, được không được gì chạy mẹ nè. Mày phải không? Mày biết làm sao mà nó ấy không? Cái này đâm nè. Cổ này đâm nè. Nó bị quẹo quá gì đó. Nó quẹo, nó bị quan. Cái này đã lột keo rồi nha các bạn. Hồi nãy cái chỗ này anh dán keo, bây giờ lột nhìn cái đường nét rất là đẹp. Này các bạn thấy chưa? Đây bên này cũng vậy. Giờ nãy mình phải chở ông chủ tàu đi làm lại, bởi vì mình không có quay được khúc này cho các bạn mấy anh em xem nha. Bây giờ thì mình quay lại. Này thấy không? Các bạn thấy cái đường này rất là đẹp. Thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ chủ tàu cúng kiến một vài thứ nữa là hạ thủy cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thì hồi nãy cũng như bạn đã nói thì cái bánh lái này người ta sợ ra ngoài nước mặn nó sẽ bị gỉ sét là nó mau ư. Thì bây giờ cái anh thợ này anh lắp keo bánh lái này nha các bạn. Đây. Cái này là người ta còn kêu là cái bột đá nha các bạn. Cái này nè, giờ này nó mềm chút, nó cứng. Còn ở dưới này là người ta còn kêu là cái sợi đó là cái sợi thủy tinh đó nha các bạn. Đây cái bộ sợi đó rất là ngứa. Các bạn thấy không? Rất là chuyên nghiệp. Thì cái này lắp vô khoảng tầm 20 phút là nó khô nha các bạn. Quá trình mà anh lắp keo phía sau để chút nữa hạ thủy cho nó nhanh nha. Dạ Vũ ơi. Mày đủ quá, đi đắp đi. Đi nhà hàng đi, thôi nhà hàng lại. Các bạn thấy mấy anh thợ này làm rất là chuyên nghiệp. Bên này nha các bạn. Bên này có nước keo và nước giết luôn. Giờ anh lắp tới cái bánh lái cho các bạn xem nha. Đây. Quá trời ơi. Rồi cái lỗ đó hồi sao ta? Cắt ra hả? Bây giờ phải buộc cái cọng dây để mà chịu chiếc ghe xuống nha các bạn. Ở đây là cái đường lộ nè. Đây nè. Đây là chút nữa buộc lên chiếc kia đó để cái này hơi khó chút nha các bạn. Tại vì xe qua lại chỗ này rất là đông. Đây, bây giờ thì em buộc cái cọng dây này qua đây. Sắp hai cây mít nha các bạn. Để chịu chiếc ghe. Đây cọng dây các bạn. Cái mít này chính luôn các bạn. Đây hai cọng dây nha các bạn. Cái đường này xe qua lại rất là đông, bởi vì cái việc hạ thủy hơi khó vào cái chỗ này nha các bạn. Đây, phải thử cái cọng dây coi đủ chắc chưa nha các bạn. Đây đường lộn này, thấy chưa? Đây chiếc ghe. Ở phía trên thì gỡ cái màn ra nha các bạn.
để chút nữa xuống cho nó dễ. Còn ở phía sau thì người ta phải buộc cái bánh lái để mình sẽ đi ra phía sau cho các bạn xem, để phần không nó xuống hồi nó giặt cái bánh lái thì nó rất là khó. Đây cái bánh lái hồi nãy là quá trình đã sơn xong các bạn, người ta phải buộc bánh lái để chịu cố định, để khi mà xuống cho cái bánh lái nó nằm yên một vị trí chứ không cho nó tạt cả hai bên. Các bạn thấy chưa, để cái bỉ đồ các cái đó sẵn sàng nha. Thì ở đây thì mình hạ thủy bằng thủ công nha các bạn, tức là người ta sẽ đẩy bằng tay chứ không có dùng máy móc hay xe nha. Đấy, ở trên thì mấy anh và mấy chú đang dẹp những cái không cần thiết nha các bạn, để chút nữa cho mọi việc nó sẽ an toàn và không có trục trặc sự cố gì hết. Bây giờ thì bắt đầu buộc dây vô nha các bạn, để chịu lại nha. Ở đây xe cộ rất là đông, bởi vì hơi khó cái việc hạ thủy xíu nha các bạn. Cái này cũng xe chạy nè. Đây các bạn thấy chưa, rất là khó khăn nha các bạn, tại giữa lộ nè. Các bạn thấy xe chạy qua lại liên tục luôn các bạn. Xe là cứ qua lại liên tục hoài các bạn, rất là khó khăn cho cái việc hạ thủy. Giờ thì cái quá trình hạ thủy bắt đầu các bạn, phải chặn một phía đầu xe như thế này. Bắt đầu, mời các bạn mấy anh em cùng xem nha. Này ở trên này, các bạn thấy chưa? Phải dùng đẩy nha các bạn. Đó, thủ công nha các bạn. Qua đi. Đây các bạn thấy không? Đẩy bằng tay không nha các bạn. Đây ghe đang xuống nha các bạn. Giờ phía trước thì cái cọng dây nó thẳng mà, các bạn thấy không? Xe hai đầu. Phải chờ nha các bạn. Mình thủ công rất là khó các bạn. Ở trên thì chú phải chịu con dây lên nha. Đây rất là đẹp các bạn. Rồi tháo dây đi, tháo dây cho ta chạy đi. Những cái cây hồi nãy thì bây giờ phải lại xíu dớt nha các bạn.
đây Hà thấy một chiếc tàu này. Mấy cái cây các bạn thấy chưa? Giờ mình sẽ đi xuống nước mình cho các bạn xem toàn cảnh chiếc tàu nó đẹp như thế nào nha. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Chiếc tàu này mình xin nhắc lại là chủ tàu đóng một chiếc tàu thế này là 95 triệu nha các bạn. Đó là chưa có tính máy nha, chỉ tính tiền công với tiền keo đồ cũng như là một cái vỏ tàu thôi chứ chưa có động cơ các bạn. Bây giờ mấy anh thợ sẽ lặn dưới lấy mấy cái ống lăn hồi nãy lên. Tại vì trước khi hồi nãy thì người ta đã đóng mấy cái cọng dây để chịu lại. Để quá trình nó hạ thủy một chiếc tàu nó an toàn thành công các bạn. Gì các bạn thấy chưa? Nắng đổ lên tú ơi. Rất là đẹp các bạn. Đang bỏ là đẩy mà không tháo ra nữa. Để ngâm luôn đó. Vậy là quá trình Hà Thủy đã hoàn thành và xong nha các bạn. Thì bây giờ mấy anh đã kéo lên. Rồi mình cái video mình ở đây kết thúc nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đây chiếc ghe lúa.